Kính bạch thầy, cho con hỏi. Con thấy ở các chùa tại sao lại cúng sao giải hạn, cúng tam tai. Dịp Tết con đi chùa thấy có bảng tam tai viết dần ngọ tuất, và có một thầy nói là 3 tuổi này năm nay xui xẻo lắm, có thể bị tai nạn, và nói mọi người viết tên để thầy cúng. Con thấy Đức Phật không có dạy như thế, giống mê tín, mâu thuẫn quá. Mỗi năm người ta hay đi cúng sao giải hạn. Thưa đại chúng, có một cái ý ta gọi là tam tai. Quý vị hiểu chữ tam tai không? Một chu kỳ là 12 năm. Thì người ta quan niệm rằng cứ 12 năm thì 9 năm mình an lành thì có 3 năm xui. 3 năm liên tiếp xui, mà thường thường á ba cái tuổi nó đi chùm với nhau, nó đi theo tam hạp. Quý vị biết tam hạp không? Tam hạp là dần ngọ tuất, hợi mẹo mùi, thân tí thìn, tỵ dậu sửu. Đây còn gọi là tam hạp. Còn tứ hành xung á là dần thân tỵ hợi, tí ngọ mẹo dậu, thìn tức sửu mùi. Bốn cái tuổi này đi chung kêu tứ hành xung. Nhưng mà những cái ý như vậy đó là quan niệm nhân gian tín ngưỡng của Trung Hoa, và nó ảnh hưởng vào đời sống văn hóa của người Việt. Mà dù là người Việt hay người Hoa thì những cái tín ngưỡng này nó nằm trong tín ngưỡng nhân gian, chứ không liên quan gì đến Phật giáo hết. Phật giáo không hề dạy vấn đề xui xẻo, cử kiên, kỵ tuổi này tuổi kia gì hết, không có cái đó. Mà Đức Phật dạy như thế nào? Ngày nào, tháng nào, giờ nào, năm nào, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là ngày, tháng, năm, giờ tốt. Nếu năm đó, ngày đó, tháng đó, giờ đó nói xấu, làm xấu, nghĩ xấu thì ngày đó là năm xấu, ngày xấu, thế thôi. Như vậy thì xấu tốt là tùy cái tâm của mình. Thí dụ hôm nay mùng 3, mùng 7 gì đó, mà mình đi vô trong casino, mình đánh nó thua, nó nói trời ơi sáng đi chơi còn quên coi ngày, nhằm ngày tam nương bởi sạch bách. Nhưng mà rồi bữa khác đâu phải ngày tam nương đâu, đâu phải mùng 3, cũng không phải mùng 7, không phải ngày tam nương, mình đi chơi nó cũng thua như thường vậy. Rồi bây giờ cho dù mình lật lịch, mình coi trong lịch để là hôm nay, mà cũng không có cuốn lịch nào để là hôm nay được đánh bài hết á. Không cuốn lịch nào nói câu đó hết á. Cho nên theo cái tin mà gọi là chân thật của Đạo Phật thì không có xin xăm bói quẻ cúng sao giải hạn, ngày tốt, ngày xấu gì hết. Nhưng mà trong Phật giáo là có một nghi thức hình thức cúng cầu an, cầu nguyện bằng cách là thắp đèn, tụng kinh để giúp hướng dẫn mình sống tốt. Rồi ông thầy bói ông thọc một câu nha. Ông nói năm nay xui lắm nha, tam tai nè. Nhưng mà nếu mà ăn chay mà làm phước mà cho nhiều đó thì sẽ hết. Cái mình nghe mình cũng ăn chay, đi chùa làm phước, nhưng mà thật sự mục đích làm phước đi chùa ăn chay là bởi vì sao? Bởi vì mình sợ xui. Như vậy thì cái hành động nó tốt, nhưng mà nó tốt ở cái mặt là cho mình và sợ xui. Mà cái gốc xuất phát của việc làm tốt đó từ cái vô minh. Vô minh là mình không hiểu đạo lý. Vì không hiểu đạo lý cho nên mình mới đi tin những cái đó, rồi mình làm cũng là một cái, đó là một cái ý tốt, là hướng dẫn, chỉ dẫn cho người ta làm tốt, nhưng mà nó chưa rốt ráo. Con người vì sợ mà làm, chứ không có ai bình thường mà tự phát tâm hết đó. Bởi vậy cho nên là vì sợ quá cho nên đem Phật một dĩa trái cây đâu chừng 4 trái táo, thơm thảo thêm chùm nho nảy chuối, nhưng mà cầu nguyện hết nửa cây nhang. Vậy thì Phật cái tu để thành Phật rồi ngồi để chờ mấy nảy chuối của mình, mấy trái táo của mình, mà nói rõ ràng hơn là ăn hối lộ. Mình đến với Phật có sự đổi chác,
Phật ơi con xui quá, giờ bữa nay con cúng Phật nảy chuối, Phật phù hộ cho con. Mà nếu như mà may mắn nha, mà mình cầu nguyện xong cái nó hên, cái nó trúng nghe, mình đồn ra liền đó, Phật chùa Trúc Lâm linh lắm. Mà nếu mà Phật chùa Trúc Lâm mà linh đó, là mấy thầy trên chùa cũng khỏe ru luôn, tại vì ăn trái cây quanh năm. Mà Phật linh quá, mình đem mình cúng, mình trả lễ cho Phật, trả lễ Phật là mấy thầy được hưởng. Mà Phật nào mà không linh là mấy thầy chùa đó đói, ta không linh là không cúng. Như vậy thì mình đến với Phật có cái gì? Có cái đổi chác quyền lợi. Phật phù hộ con cúng. Phật không phù hộ con không cúng. Trật lắm rồi. Phật nhà bỏ ngay vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan bỏ hết, để làm một cái việc là tu tập, để thành tựu được những cái đạo lý sáng ngời truyền đạt cho mình. Chứ Phật đâu phải bỏ cung vàng điện ngọc cả đời của ngài để mà đi chờ mấy cái trái cây, mấy cái miếng bánh của mình. Nhưng mà nếu mình có dâng cúng cho ngài là chỉ tỏ một chút lòng thành kính của mình, chứ còn không cúng cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng tới Phật phải có cái gì đó, mình đến bằng một tấm lòng cũng được. Cho nên quý vị á, thấy có cây nhang thắp sẵn trên bàn thờ, quý vị cứ tới lễ Phật đi, không cần phải thắp nhang đâu. Không phải mỗi người cây nhang Phật mới chứng đâu. Mà nếu mà thắp nhiều quá khói đó, Phật nhăn, Phật nhìn không kỹ rồi, phụ hộ kịp nữa đó. Mà không thắp gì hết mà Phật nghĩa là sáng mắt, Phật nhìn rõ coi mình là Nguyễn Thị Sử, Phật phụ hộ cho rõ. Chứ còn thắp mỗi người cây, còn quan niệm là bây giờ cứ nghĩ 100 người mà mỗi người 3 cây là 300 cây nhang, khói cây mắt Phật nhìn lội lo dụi mắt không nhìn. Mình nói Phật ơi con nè, Phật nhìn không kỹ nữa. Con nè, nhưng mà Phật đang khói mắt quá nhìn không rõ. Thấy người ta thắp sẵn cây nhang rồi, mình cứ việc lại Phật là được rồi, không cần thắp nhang đâu. Không phải mỗi người phải mỗi cây nhang. Bởi vì cây hương là tượng trưng cho giới hạnh, thắp một cây là đủ tỏa. Và thưa đại chúng, đến một lúc nào đó, cái chất hóa chất mà người ta làm trong nhang nhiều quá đó, chúng ta cũng không nên dùng nữa đó. Và thưa là nhang mà càng mùi chừng nào là hóa chất nhiều chừng đó, không có tốt đâu. Thì mình thắp nhang nhiều không có tốt, một cây tượng trưng thôi. Bởi vì hương là tượng trưng cho hương đức hạnh, đèn là tượng trưng cho trí tuệ, hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả, nhang đèn bông trái là tượng trưng cho đạo lý hướng dẫn chúng ta sống, có nhân quả, có trí tuệ, có giới hạnh. Mà thưa đại chúng, người sống mà có trí tuệ, có nhân quả, có giới hạnh, có phải đẹp không? Quá chừng đẹp thì tự nhiên người đó là một cái bàn thờ tuyệt vời, đi lên đâu cũng tỏa ra hương, ra hoa, ra quả cho mọi người được hưởng. Cho nên cái ý niệm cúng tam tai cũng không có. Mà nếu như nhà chùa mà có làm thì chắc có lẽ là cũng phương tiện tùy thuận chúng sanh mà làm thôi, chứ còn thực chất là không có. Nếu như mà mình xin một cái quẻ rồi lúc nào mình sống mình cũng sao, mình cũng tùy thuận vào cái vấn đề xin xăm bói quẻ mà không quyết định được cái gì hết, cái gì cũng phó thác cho đến tối cao nào ở trên hết, không được. Tổ Quy Sơn nó đừng để ai quyết định đời mình, mà mình phải là cái người quyết định cho đời mình. Cho quý vị thấy, một đứa nhỏ nếu nó muốn trở thành một bác sĩ, tự thân nó sẽ trở thành bác sĩ. Mình không ép nó được nếu nó không có khả năng.
Mà nhiều khi những cái thảm trạng đau lòng là mình cứ muốn con mình là bác sĩ với dược sĩ với kỹ sư cứ ép, mà nó khả năng nó không làm được. Cái cuối cùng nó buồn quá, nó thấy nó không làm được gì cho cha mẹ nó vui, nó tự vẫn nó chết. Rồi khi tự vẫn nó chết cái mình rồi khóc lên, thôi con ơi con sống vậy đi, giờ con là cái gì cũng được hết. Mà có lúc nó còn sống, sao nó là một đứa con bình thường, nó đi học theo cái ý thích của nó mình không chịu. Rồi cái đó là cái nguy hiểm. Cái đó là mình không thấy rõ từ cái nhân đó, mình đợi tới cái quả cái mình chuyển. Và thưa đại chúng, những cái mà những cái đó là do cái gì? Người ta quy nạp theo cái mức độ phần nhiều thôi. Ví dụ ha, có nhiều người ta nói vậy nè, người ta quan niệm rằng con gà đó là cực khổ lắm, nó phải mổ mới có ăn. Mà nếu mà con gà đó nó xui xẻo, nó không mổ dầm bồ lúa, nó mổ dầm dây thun, nó nuốt dây thun nó cực lắm, cho nên ai tuổi dậu nó số khổ. Mình quy nạp vậy thôi. Quy nạp là phần lớn, số nhiều cái mình gom lại đại khái vài trường hợp nó na ná giống nhau, vậy là bắt đầu mình trở thành ra một sự quy nạp tổng hợp. Tuổi nào cũng giống nhau hết. Ví dụ ta nói tuổi dần nó cao số lắm, lận đận tình cảm lắm. Em cũng tuổi dần nè, đi tu như em đi khỏi lận đận. Tuổi dần lận đận tình cảm lắm. Vậy là quý vị rõ ha. Cho nên sau này mình có thấy ai làm những cái điều đó, mình biết đây không phải là của Phật giáo. Mà nếu các chùa có làm là chẳng qua là tùy thuận thế gian thôi, chứ còn Phật giáo không có. Nhớ, chỉ cần tâm nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt, ngày đó nhất định là ngày tốt. Bây giờ hôm nay thí dụ nha, hôm nay là rằm lễ Phật đản nha, theo quan niệm là tốt chứ gì. Thử bây giờ ra đường chửi người ta, coi người ta chửi lại không. Đừng có lựa ngày chửi người nữa. Đây hôm nay rằm mà chửi nó chắc nó nín thinh để cho mình chửi à. Không, nói thời thế gian là không có dễ đâu em. Cứ mình cứ nghĩ là ngày thế, bây giờ lựa là ngày rằm là ngày tốt đi, là thử làm việc xấu đi rồi biết. Đấy không, thành ra không có chuyện đó đâu. Cho nên hồi xưa nó cất cái chùa này, mấy vị tới hỏi tuổi thầy viện chủ, hỏi tuổi Pháp Hòa, bấm cái nói trời đất ơi, sao mà thầy cất chùa mà thầy xây hướng này. Hỏi thầy viện chủ, hỏi tại sao không xây được. Nó xây cái hướng này là hai thầy làm không được chuyện lớn đâu. Cái thầy viện chủ thấy nói trời Phật ơi, tôi cất chùa cho Phật ở chứ tôi đâu có ở, tôi ở ké. Tôi với ông thầy Pháp Hòa ở ké, không thấy hai phòng có chút xíu ở sao đây. Phật cũng ở chính, tôi cất cho Phật ở, mình là ở ké Phật thôi. Rồi có một vị, cái ngày khởi công xây cái chùa này là quý vị biết không? Ngày 31 tháng 10. Lễ gì? Halloween. Có vị mới tới mới nói trời ơi, hết lửa hết ngày, lửa ngày cô hồn. Cho nên mình luôn luôn một cái quan niệm, mình làm việc thánh thiện, mình làm việc tốt cho đời, cho người, bao giờ xấu. Ngài cứ nhớ vậy. Trong kinh Phật nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt, ngày tháng năm giờ đó tốt. Ngược lại, nói xấu, nghĩ xấu, làm xấu, ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là ngày giờ xấu. Con có rất nhiều điều muốn nhờ thầy chỉ dạy. Hôm nay con mạo muội gửi thầy, mong thầy bớt chút thời gian quý báu giải quá giải cho con. Từ khi con biết đến Phật giáo và các bài thuyết pháp của các thầy, con thường xuyên mở nghe. Có phải con thường xuyên mở nghe nên các vong linh hương linh về cùng nghe, nên trong nhà con có nhiều chuyện lục đục không bình thường, có phải vậy không? Quý vị trả lời luôn giùm đi. Phải vậy không? Trời Phật. Thử hỏi mình nghe pháp, mình nghe điều thiện, mình trở thành người thiện, người tốt. Giả dụ như có vong linh nào nghe, không lẽ họ nghe ngược lại, nghe điều tốt trở thành điều xấu, họ đi lục đục mình. Một câu hỏi. Thật sự cái vị Phật tử này, những câu hỏi đều rất chân thật.
từ những cái tấm lòng không hiểu mà hỏi. Nhưng mà những ai đó đi tuyên truyền những cái ý nghĩa này hoàn toàn không có một cái chút gì gọi là hợp tình hợp lý hết. Tiếng Anh nó gọi là no sense. Tại sao một người khác nghe thẩm thấu làm tốt mà một người khác nghe lại làm xấu làm sao? Cho nên có nhiều người nói à, có nhiều người quan niệm rằng tại vì mở nghe như vậy cho nên các vong linh nó về rồi nó phá trong nhà mình, làm cho gia đình mình lục đục. Làm gì có chuyện đó. Vâng, và ví dụ bây giờ quý vị không mở băng kinh đi, quý vị mở phim, phim action, phim đâm chém, phim tầm bậy tầm bạ trong nhà, mở tối ngày sáng đêm, rồi vong linh nó về nó coi nữa làm gì? Bây giờ nó nghe pháp mà nó còn không tu nó coi mấy cái phim nó chắc nó tu à. Cho nên không có một cái quan niệm như vậy nữa. Đấy cũng một dạng gì? Tà kiến. Có nhiều người nói tối ngủ đừng có mở máy niệm Phật, trong nhà đừng có mở máy niệm Phật. Mở như vậy rồi vong linh nó vô, nó nghe nhiều lắm, nó ở trong nhà, nó làm cho nhà mình lục đục cả ngày. Mình không nghe mình mới lục đục chứ. Tại mình lục đục chứ vong nào lục đục. Rồi mình trả lời một câu hỏi nữa rồi mình nghỉ. Trong kinh Địa Tạng nói, người cõi âm chỉ nhận được một phần công đức, còn lại sáu phần là do người cõi dương hưởng. Và các thầy cũng thường dạy Phật tử rằng khi hồi hướng nên nhớ đến pháp giới chúng sanh oan gia trái chủ. Nếu vậy, khi con hồi hướng công đức phước báo nhiều nơi như vậy, con có vô tình làm cho phần phước báo, tức là một phần của người thân của con bị chia bớt không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là trong kinh nói 7 phần công đức khi mình làm được cho một cái người mất, thí dụ một cái người mất, mình làm việc phóng sanh, ăn chay, bố thí gì đó, hồi hướng cho người mất. Mà 7 phần công đức người chết hưởng có 1 phần thôi, còn 6 phần còn lại là của người còn sống. Thì câu hỏi là bây giờ người thân của con hưởng có 1 phần à, mà đã vậy rồi mình còn đem phổ nguyện pháp giới chúng sanh nữa, vậy người thân của con có bị chia hết phần còn lại không? Đã hưởng có 1 phần mà còn bị chia nữa. Câu hỏi vậy đó, cũng có lý không? Đem cho cái bánh mà còn bắt chia 10 người ăn nữa. Thưa đại chúng, tại vì mình hiểu cái chữ phước ở đây á, là nó có limit, nó có hình, có tướng, cho nên nó mới bị hạn hẹp trong khuôn khổ. Còn cái phước mà ở đây muốn nói là cái phước từ tâm. Cái phước từ tâm là cái phước vì vô cùng vô cực. Mà mình làm việc gì mà biết nghĩ tới mọi người thì cái đó nó mới gọi là vô cùng. Phong vào ví dụ vậy nè, một ngọn đèn mình thắp lên đây, ở dưới đây quý vị có 1000 cây đuốc hoặc cây đèn, quý vị đến mồi lửa từ cái cây đèn chánh này. Có vì tại quý vị mồi lửa 1000 cây mà cái đèn chánh này nó bị lu mờ cái lửa không? Không. Cũng như thế, phước của mình hồi hướng là mình hồi hướng bằng cái tâm lực, cũng giống như một ngọn đèn, không bao giờ mà do 1000 cái đèn khác tới mồi, ngọn đèn này cũng không thay đổi. Ở đây nó nói tới cái chỗ một đây đó, cái một đây là tượng trưng cho gì? Một sự nhất tâm. Nếu mà sự nhất tâm của mình mà có rồi đó thì không việc gì mà không thành. Chỉ sợ chúng ta làm mà không nghĩ tới tha nhân thôi. Phong là ví dụ á, mình đi chợ mình nấu ăn, mình nấu khách, mình nói hôm nay á có một người khách tới, nhưng mà không bao giờ mình nấu ăn mà đủ cho một người khách ăn. Đa số nói mặc dù một người khách
vì đãi một người khách, nhưng mà mình cũng sẽ nấu sao đủ cho cả nhà. Và tùy theo cái số lượng 200-300 người, mà ngày đó có một người khách, nhưng mà mình cũng nấu cho 200-300 người ăn. Vậy thì đâu phải là nghe tiếng chữ một đó là chỉ có một đâu, nhưng mà có một đó là biểu tượng. Nếu chúng ta có một tấm lòng thì tấm lòng đó sẽ trang rãi được hết, không có gì trở ngại hết. Cho nên đừng có lo là người thân của mình hưởng có một phần mà còn bị chia. Nếu cái tâm rộng rãi của chúng ta mà chia đều ra, hay là cái tâm rộng rãi của chúng ta trùm khắp, thì nó không bị hạn hẹp. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó không có hình tướng, mà chính nó không có hình tướng cho nên nó là sao? Nó trùm khắp, không có bị hạn hẹp. Một cái người người ta đau khổ, cái sự đau khổ của chúng ta như một muỗng muối. Nếu cái muỗng muối đó đổ vào cái ly này thì nó rất mặn, nhưng nếu muỗng muối đó mà đổ xuống sông thì không ăn thua gì hết. Cũng như thế, đau khổ của chúng ta cũng giống như một muỗng muối thôi. Nước trong chung hay là nước ở trong đại lòng sông, đó là lòng của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nhận nó hẹp hòi thì nó sẽ là một khối đau khổ. Còn nếu chúng ta cảm nhận nó rộng rãi thì tự nhiên chúng ta nhẹ đi đau khổ. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ bây giờ cái người đó không còn thương mình nữa, người đó nói với mình là hết duyên với mình, hết thương mình rồi. Nhưng nếu chúng ta ôm khối đau khổ đó thì chúng ta mặn lắm, tại vì mình chỉ thấy người đó phải là của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta rộng rang chút nữa, chúng ta nói thôi, mình với người đó duyên đã hết, và hôm nay người đó tiếp tục duyên với người khác. Bây giờ nếu người đó không còn thương mình nữa mà người đó thương người khác thì cũng tốt thôi. Chỉ cần mình nghĩ nó nhẹ nhàng, tất cả sự có sự hội hợp và sự chia ly đều là duyên hết. Đủ duyên thì có mặt, cũng đủ duyên chúng ta chia tay. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ cái người đó họ sống với mình, họ làm khổ mình mỗi ngày, bữa nay họ không còn làm khổ mình nữa, mình cũng khổ luôn nữa đó. Tôi ước gì ở với tôi cũng được, mình chỉ cần làm khổ tôi thôi. Nhưng mà lúc còn ở chung thì than rên dữ lắm, nói trời ơi không biết chừng nào tôi mới được dứt. Mà tới hồi người ta dứt thì khóc. Sao mình không nghĩ hết nghiệp? Thay vì mình nghĩ đây là sự đổ nghiệp, trời tôi tu chắc tôi bị đổ nghiệp, sao giờ vợ không thương, chồng không thương, không, nhờ mình tu cho nên nghiệp hết. Còn nếu mà nghĩ nợ này không mình trả dứt rồi, giờ bắt đầu lấn qua nợ khác, người khác tiếp tục trả giùm mình. Hay là mình nói rộng hơn, nếu như mình là người đang chịu khổ, thôi nếu mình không chịu cái cảnh này thì chắc cũng sẽ có người khác chịu, thôi để mình chịu còn hơn người khác chịu. Cũng muỗng muối thôi, mà ăn thua mình để xuống sông hay mình để ở trong nước. Vừa rồi Pháp Hòa có đi Mỹ giảng xong thì có một vị Phật tử mời về hộ niệm cho người ba đang bệnh nặng sắp mất. Thì Pháp Hòa về lại đây 2 ngày sau thì ông cụ mất. Thì sáng nay Pháp Hòa mới gửi cái thư chia buồn. Thì trong cái mail Hòa viết, mình mất một người thân, mình đau lắm, buồn lắm, nhưng người thân đó vẫn còn đây với mình. Mà mình chịu không nổi là vì cái sự đau đớn, bệnh tật đã làm họ khổ và mình cũng khổ theo. Tuy họ chết, nhưng mà cái sự đau đớn đó không còn hành hạ họ nữa. Và nếu mình nhìn rộng ra, mình nhìn rộng ra, người đó không còn hạn hẹp ở một cái thân tứ đại hữu hạn này nữa, mà bây giờ người đó đang sống rất rộng ở trong các con các cháu. Có một hôm Pháp Hòa nói điều này với một cái đám tang của một cái người Mỹ. Thì xong đám tang thì cái người nhà đã chạy tới, cảm ơn thầy đã cho tôi một cái nhìn rộng, và tôi thấy rằng người thân của tôi đang sống mãnh liệt trong tất cả các con các cháu, chứ không phải chỉ hạn hẹp ở một thân xác của người đó nữa. Cũng giống như bây giờ nè, mình không còn ông bà nội và ngoại, nhưng mà ông bà nội ngoại có trong người mình, dòng máu của nội ngoại đang ở trong ba, rồi ba truyền xuống cho mình, rồi mai mốt mình có con mình truyền xuống cho con. Bây giờ ông bà mình sống
dài ra, không bị hạn hẹp trong một cái thân, một cái tướng nữa. Thấy rộng như vậy, tự nhiên cái tâm mình nhẹ ra. Thí dụ hôm nào quý vị bị mất tiền đi, mình mất thì mình không có của mình xài, nhưng mà chắc chắn sẽ có người lượm được cho nên mình mới mất. Thôi thì ai lượm được thì người ta có, người ta xài. Mình mất thì người khác có sai. Nghĩ vậy cái tự nhiên tâm mình sao? Nhẹ ra. Hồi cuối cùng Pháp Hòa kể lại câu chuyện của một ông Gandhi. Ông bước lên chiếc xe lửa, vô tình ông làm rớt chiếc dép. Tới xe lửa rồi, ông lột chiếc dép còn dính trong chân, ông dục trở lại cái chỗ hồi nãy. Người ta mới nói ông làm gì kỳ vậy. Ông mới nói bây giờ tôi rớt chiếc dép ở khúc đó, ai lượm được chiếc dép cũng không mang được, bởi vì có một chiếc hà. Mà tôi giữ một chiếc tôi cũng đâu có mang được. Thôi tôi lột đây, tôi dục lỡ đó luôn. Lỡ ai có lượm, lượm hai chiếc, ta có nguyên cặp ta mang. Quý vị thấy cái hình ảnh đó không? Cho nên đa số vừa rớt chiếc dép, trời ơi tiếc quá, chiếc đó 300, 500. Mà bây giờ 300, 500 thì cũng còn một chiếc, làm được cái gì? Thôi dục lại đó luôn. Mà cái đó là chuyện rất thực tế, chứ không có gì xa vời mà chúng ta làm được. Nó thật là như vậy. Cho dù cái đôi giày mình 500 đô, nhưng mà nếu mình có giữ một chiếc thì cũng chẳng làm được gì. Nếu ai đó lượm được cả hai chiếc thì người ta xài được cả hai. Cho nên nhiều khi cái mình mất chưa hẳn đã mất, mà ai đó được thì người ta được trọn vẹn. Cho nên mình đâu có mất. Ví dụ như bây giờ quý vị nấu cơm cho đại chúng ăn ngày Chủ nhật á, người ta ăn hết nhưng mà còn không? Còn, còn gì, còn cái phước. Cho nên có gì đâu mất. Giống như quý vị xúc một muỗng đất, từ cái lõm này đắp qua lõm này, mất cái lõm này mà bù lõm khác. Cho nên ở đời nếu chúng ta có cái nhìn nó thoáng như vậy, tự nhiên tâm hồn chúng ta sao? Nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Và cuộc sống của chúng ta nó vui hay buồn chẳng qua một cái thôi, đó là cái nhìn. Nếu chúng ta có cái nhìn rộng, cuộc đời mình nhẹ, mà chúng ta có cái nhìn hẹp thì tự nhiên khổ đau. Khác nhau ở một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Khác nhau ở một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Mình có một cái nhìn thoáng, mọi việc nó sẽ thoáng. Mình có một cái nhìn hẹp, mọi việc nó sẽ trở nên bế tắc. Thôi cầu chúc đại chúng an vui. Và nhớ là Phật tử thì chúng ta thường xuyên nghe Pháp để chúng ta học hỏi được những điều chúng ta chưa biết, khai mở tâm tư của mình và làm cho cuộc sống của mình trở nên vui hơn, thảnh thơi hơn. Dù cuộc đời này rất nhiều cái nó ập, nó tấp vào trong người mình, nhưng mà chúng ta có cái nhìn và có cái nhận biết, cho nên nó không làm gì chúng ta được. Thôi mời đại chúng, chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ. Và xin thưa là Chủ nhật tuần thứ bảy tuần sau, từ 9 giờ tới 4 giờ chiều, chúng ta sẽ có một ngày tu học bằng tiếng Anh. Buổi thứ bảy Chủ nhật 10 giờ rưỡi sáng chúng ta có khóa lễ bình thường, nhưng mà Chủ nhật tuần sau thì chúng ta tụng sám dược sư, và sau đó thì sẽ có khóa tu mùa xuân 4 ngày, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật, thứ hai, nhân dịp lễ Long Weekend. Xin đại chúng nhớ đăng ký ở dưới trai đường để chúng ta biết số lượng và chuẩn bị. Đồng thời chúng ta sẽ có 2 ngày tu học cho các em teenager 29 và 30 tại Westlock, tại tu viện Tây Thiên. Quý vị nào có con em, nhân cái dịp mấy em nó nghỉ Spring Break đó, quý vị khuyến khích các em về ở chùa tu tập trong 2 ngày để cho các em học hỏi và chơi với nhau trong cái tinh thần lành mạnh. Và Chủ nhật 27 Tây cũng đúng ngay ngày lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm Bồ Tát và đồng thời kết thúc 49 ngày của mùa dược sư. Thì đó là sinh hoạt chương trình kế tiếp của 2 tuần kế tiếp. Mong đại chúng lưu tâm và tham dự. A Di Đà Phật.